Xin kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Tin Nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ hàng ngày. Minh Tâm và Bích Thủy rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin Nóng 24 giờ thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 2023. Chương trình sẽ có các thông tin nổi bật sau đây. Xác minh được nhóm đối tượng tấn công vào nhà dân hành hung. Cụ ông lao xuống ao, kịp thời cứu được bé trai 3 tuổi. 7 học sinh nhập viện sau khi bóng bay phát nổ trong lễ khai giảng sáng nay. Đề nghị truy tố 4 bị can liên quan đến sai phạm đất đai tại công ty cổ phần đầu tư Nhân Trạch. Mở đầu là các tin tức an ninh trật tự. Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên bất ngờ xông vào nhà dân ở Long An hành hung để xử lý mâu thuẫn. Trưa nay, công an địa phương cho biết đã xác định được các đối tượng này và đã mời làm việc một số đối tượng liên quan lên trụ sở xã làm việc. Sự việc xảy ra rạng sáng hôm 1 tháng 9, nhóm thanh niên gần 10 đối tượng ở trần, tay cầm mã tấu, dao tự chế, chạy từ ngoài đường vào thẳng nhà ông Võ Văn Ngữ, 70 tuổi, ở huyện Cần Đước, Long An. Ông Ngữ và một người bạn đang uống nước trà trước sân, liền bỏ chạy vào bên trong để lẩn trốn. Lập tức 4 đối tượng cầm dao đuổi theo, một đối tượng nhào vào đánh người đàn ông lớn tuổi. Một lúc sau, nhóm 4 đến 5 thanh niên khác kéo đến lớn tiếng, gây sự, đòi đập phá đồ đạc, nhưng người dân xung quanh kịp thời can ngăn. Theo người dân, nhóm thanh niên này ở cùng ấp thường xuyên gây rối trật tự công cộng. Người dân rất bức xúc và đã nhiều lần nhắc nhở. Đoạn clip được đăng trên mạng xã hội cho thấy sự việc xảy ra vào ngày 30 tháng 8. Lúc này hai chị em đang chơi đùa gần ao nước thì cậu bé bất ngờ ngã xuống ao. Người chị vô cùng hốt hoảng chạy đi tìm người kêu cứu. Phía xa có hai em vì còn quá nhỏ nên không thể cứu giúp. Tính mạng của bé trai dưới ao hết sức nguy kịch. Lúc này ông Len Guafa, 69 tuổi, phát hiện ra có người gặp nạn nên đã chạy đến và ngay tức thì lao xuống cứu giúp bé trai, đưa bé lên bờ an toàn. Thậm chí người đàn ông cũng quên luôn trong túi có điện thoại và ví. Nhờ hành động dũng cảm và kịp thời của ông Len Guafa, bé trai đã được an toàn. Thưa quý vị, sáng nay trong lễ khai giảng tại trường tiểu học Yên Phú, huyện Yên Định, Thanh Hóa, một số học sinh đã lấy bóng bay chơi. Không may, bóng bay phát nổ khiến 7 em bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu. Theo báo cáo ban đầu của ban giám hiệu nhà trường tiểu học Yên Phú, sau phần lễ khai giảng, các thầy cô giáo của trường tiểu học Yên Phú đã thả khoảng 20 quả bóng bay. Trong lúc các thầy cô giáo đang thả bóng bay, một số học sinh và phụ huynh chạy vào để lấy bóng. Lúc này có một phụ huynh hút thuốc lá, vô tình châm lửa từ điếu thuốc vào quả bóng bay gây nổ. Sau đó nhiều quả bóng trong chùm bóng bay phát nổ, làm 7 học sinh bị bỏng, đa số bị bỏng ở tay. Theo các bác sĩ, loại bóng bay bơm khí hydro rất nguy hiểm, nhưng nhiều người chủ quan khi sử dụng. Khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, dễ dàng thẩm thấu cực nhanh qua màn bóng bay. Chỉ cần tiếp xúc với bóng đèn hay gặp không khí nóng hoặc ra ngoài trời nắng là có đủ điều kiện kích hoạt phản ứng. Bóng có thể nổ tung. Khí hydro bị nén trong bong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh, nguy cơ gây bỏng mặt, mù mắt, bỏng tay cho người cầm. Công an huyện Điện Biên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Tòng Văn Lúng, sinh năm 1977, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 3 tháng 9, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đã gọi điện báo cho lực lượng công an về việc đã tiếp nhận một bệnh nhân có vết thương ở vùng ngực, được xác định là đã tử vong trước khi đến trung tâm. Ngay sau đó, lực lượng công an đã xác minh vụ việc, làm rõ nhân thân người bị hại. Sau hơn một giờ điều tra, cơ quan công an xác định bị hại là anh Lường Văn Soan, sinh năm 1981, và đối tượng gây án là Tòng Văn Lúng, cùng ngụ tại xã Nông Hẹt, huyện Điện Biên. Bước đầu, Lúng khai nhận, tối ngày 3 tháng 9, khi đến chơi nhà một người phụ nữ ở xã Thanh An, thì gặp anh Soan. Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Lúng đã rút dao mang theo người đâm một nhát vào vùng ngực trái của Soan, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hôm nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố các bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước, gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch, gồm Quách Văn Đức, nguyên là Tổng Giám đốc,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyên Tổng Giám đốc, Đỗ Tấn Điềm, thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Văn Hùng, Nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch, Nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa. Năm 2004, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư khu dân cư tại xã Long Tân, Phú Thạnh do ông Đức làm chủ tịch hội đồng quản trị. Mặc dù là khu đất thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng sau đó chấp thuận chủ trương giao đất, có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với diện tích 752 ha. Dù chưa xin chủ trương của tỉnh, nhưng ông Đức vẫn họp hội đồng quản trị cùng với ông Toàn, Điểm, Hồng bằng kế hoạch hợp tác với công ty Vinic 2 BTE LTD. Trong đó, hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên diện tích trên 34 hectare đất. Tiếp đó, ông Đức thống nhất góp toàn bộ diện tích hơn 100 hectare tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phước Thạnh, Long Tân và công ty Vinic 2 để xây dựng thành khu dân cư mang tên thành phố Thiên Nga. Ông Đức ký kết liên doanh với công ty Vinic 2 để thống nhất thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thành phố công nghiệp mới Nhân Trạch. Vốn cấp là hơn 100 hectare đất tại phân khu 1A 1B với trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Từ đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thành phố công nghiệp mới Nhân Trạch thanh toán lại số tiền chênh lệch hơn 932 tỷ đồng cho công ty cổ phần đầu tư Nhân Trạch. Số tiền này ông Đức sử dụng để trả nợ các khoản vay trước đó mà không báo cáo tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai và gây thiệt hại số tiền nhà nước gần 279 tỷ đồng. Truy tìm người gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9 vừa qua tại km số 1822-450 quốc lộ 1A ở khu phố Núi Tung thuộc phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy mang biển số 71H1-7585 với xe ô tô con mang biển số 61A-36764. Cụ thể, anh Châu Văn Dừa, sinh năm 1989, điều khiển xe máy chạy theo hướng huyện Trảng Bom đi Xuân Lộc thì va chạm với xe ô tô nêu trên đang dừng đổ cùng chiều do kẹt đường. Sau cú va chạm, anh Dừa đã bị ngã ra đường thì bị một xe máy khác va chạm dẫn đến bị gãy chân. Anh Dừa sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh. Về vụ việc này, Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre, Công an tỉnh Đồng Nai nhờ người dân cung cấp thông tin cũng như camera hành trình để truy tìm xe máy đã bỏ đi khỏi hiện trường. Theo đó, khi có thông tin liên quan đến vụ việc này, người dân hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0979 158 444 gặp đồng chí Tiến Anh, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Suối Tre để cung cấp thông tin. Chuyển sang các tin tức đời sống đáng chú ý khác. Cục Cảnh sát Giao thông vừa thông tin cho biết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm 76 người tử vong và 95 người bị thương. Trong số đó, đường bộ xảy ra 125 vụ, làm chết 73 người, bị thương 95 người, đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người, đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc cũng đã xử lý gần 35.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 72 tỷ đồng, tạm giữ 523 xe ô tô, gần 12.000 xe mô tô, 120 phương tiện vi phạm khác. Sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát, thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của một hộ dân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay, người dân thôn Đắc Liên, xã Đắc Nhau phát hiện khói lửa phát ra từ nhà bà Thiện Ngân, sau đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước đã điều động một xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiến hành tới hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án dập lửa. Tuy nhiên, do địa điểm xảy ra cháy khá xa nên khi lực lượng phòng cháy có mặt, toàn bộ căn nhà đã bị ngọn lửa bao phủ. Đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã làm thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà có diện tích khoảng 200 m² của nhà bà Ngân cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Một con rùa biển đang phân hủy dài khoảng 1,1 m, ước nặng khoảng 60-80 kg vừa dạt vào bờ biển bãi trước, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo ghi nhận ban đầu, cá thể rùa biển bị dạt vào bãi trước nghi là loài vít, một loài rùa biển quý hiếm có trong sách đỏ. Cá thể này đã tử vong khá lâu và đang trong tình trạng phân hủy. Trên phần mai rùa có dấu vết của vật rắn sắc nhọn rạch một đường. Nhiều người phỏng đoán có thể mai rùa biển bị vướng vào chân vịt tàu trong lúc bơi ngoài biển. Một cán bộ chi cục thủy sản cho biết chưa thể khẳng định nguồn gốc của con rùa biển này từ đâu trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu.
Tại Bà Rịa Vũng Tàu, rùa biển chỉ tập trung sinh sống và đang được bảo tồn ở vùng biển huyện Côn Đảo. Rùa biển tại Côn Đảo thuộc diện bảo tồn, thường được gắn chip ở dưới phay để theo dõi. Câu chuyện văn hóa du lịch. Thưa quý vị, đến với tỉnh Đắk Lắk trong thời gian gần đây, du khách không thể bỏ qua một điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa của người Ede với hàng chục ngôi nhà dài được gìn giữ, kèm theo đó là những hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa hấp dẫn. Đó chính là Buôn Akothon, điểm đến nằm giữa thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Buôn Akothon được mệnh danh là buôn giàu đẹp nhất của tỉnh Đắk Lắk, không chỉ bởi sự giàu có về mặt vật chất, mà nơi đây còn mang đậm bản sắc văn hóa được người đồng bào Ede gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đến với buôn, du khách có thể tìm hiểu về những ngôi nhà dài và chế độ mẫu hệ đặc trưng của người Ede. Ở đây vẫn giữ những cái nét truyền thống của Việt Nam. Kiểu ở đây họ không cần phải đi vào những cái buôn xa xôi hay gì, mà mình vẫn có thể đến để check-in, mình có thể tìm hiểu những cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Mình tới đây mình cảm thấy không gian, thứ nhất là không gian, thứ hai là cuộc sống sinh hoạt, họ tập trung hết tại một chỗ này. Rồi và mình cũng tìm hiểu tại sao cái nhà nó càng ngày càng dài như thế này. Đầu tháng 3 vừa qua, buôn Akothon đã được địa phương công nhận là buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh. Nhiều chương trình quảng bá giới thiệu đã giúp nơi đây thu hút thêm lượng lớn du khách mỗi khi đến với tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương, các tuyến đường phố tại buôn Akothon đã được xây dựng khang trang, người dân được tập huấn kỹ năng nghề và xây dựng sản phẩm du lịch bảo vệ môi trường. Tại buôn đang có 32 căn nhà dài truyền thống đang được gìn giữ, được xem như những báu vật của thôn, được cải tạo để phục vụ du lịch. Với vẻ đẹp, sự bình yên của buôn trong lòng thành phố, buôn Akothon sẽ là điểm đến quan trọng trong các sản phẩm du lịch của thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và của tỉnh Đắk Lắk nói chung. Vâng, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ, chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày mai, 19:45 trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v., quý vị có thể gửi về chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.